Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Buổi chiều hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Dĩ An. Khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là phường Đông Hòa của thành phố Dĩ An quý vị nhá. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một lô đất phải nói là cực kỳ khủng luôn. Và thưa quý vị, trước màn hình chúng ta đây là một lô đất rất là lớn. Trước khi review giới thiệu đến lô đất này, Tuấn Nguyễn sẽ quay con đường xung quanh và giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn một chút xíu nữa vị trí của lô đất của chúng ta. Thưa quý vị, lô đất này tọa lạc tại phường Đông Hòa của thành phố Dĩ An. Đấy. Trước màn hình Tuấn Nguyễn đây là con đường chúng ta đi ra quốc lộ 1K khoảng 200m quý vị nhá. Quốc lộ 1K. Đấy, đi ra khoảng 200m thôi. Hướng bên phải chúng ta đi qua thành phố Linh Xuân Thủ Đức. Đấy, lên Phạm Văn Đồng lên ra sân bay Tân Sơn Nhất. Còn phía bên trái màn hình chúng ta là hướng về cầu Hóa An đi thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Đấy, đây chúng ta đi ra thành phố Biên Hòa Đồng Nai thì khoảng 5 đến 7 phút đi xe thôi. Đấy. Đặc biệt đi qua thành phố Linh Xuân Thủ Đức, đi qua Phạm Văn Đồng, đi lên sân bay Tân Sơn Nhất thì rất là thuận tiện quý vị nhá. Và thưa quý vị, phường Đông Hòa là một cái phường mà trung tâm của thành phố Dĩ An quý vị nhá. Đấy. Và hôm nay Tuấn Nguyễn về đây thì giới thiệu cho quý vị một cái lô đất phải nói là cực kỳ khủng luôn, rất là lớn quý vị nhá. Lô đất này Tuấn Nguyễn xin giới thiệu với quý vị và các bạn, quý khách hàng của Tuấn Nguyễn trên mọi miền Tổ quốc, nhất là kiều bào nước ngoài, các vị mà có cái nguồn tài chính khá giả, quý vị muốn mua những cái lô đất khủng, lô đất lớn và lô đất đẹp thì đây, hôm nay mà Tuấn Nguyễn sẽ về thành phố Dĩ An, phường Đông Hòa, Tuấn Nguyễn sẽ truyền tải đến quý vị một lô đất cực kỳ khủng luôn. Lô đất này của chúng ta có hướng chính là hướng Tây quý vị nhá. Và có hướng mặt tiền bên hông là hướng Bắc. Và mặt tiền phía sau cuối cùng là hướng Đông. Và thưa quý vị, lô đất này có 3 mặt tiền quý vị nhá. Đây là mặt tiền chính này, con đường nhựa khoảng 7m. Còn mặt tiền bên hông á, thì con đường nhựa của khu dân cư khoảng 3,5m thôi. Và phía sau cũng vậy quý vị nhá. Tức là lô đất của chúng ta 3 mặt tiền. Đấy. Dân cư thì đi xung quanh đó. Lô đất này có diện tích là chiều ngang này này quý vị này, 45m quý vị nhá. Nhân với lại chiều sâu là 78,2m². Đấy. Tuấn Nguyễn tính sơ sơ là chúng ta có 3.514m² quý vị nhá. Đấy. Có sổ hồng và thổ cư chúng ta có 260m. Đấy. Chúng ta có 260m thổ cư. Còn lại 3.262m là đất trồng cây lâu năm quý vị nhá. Đấy. Thì thưa với quý vị, lô đất này nằm ngay trung tâm của thành phố Dĩ An, phường Đông Hòa. Và chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn giá khoảng 18 triệu trên 1m² quý vị nhá. Đấy. Khoảng 18 triệu trên 1m². Và Tuấn Nguyễn tính nhẩm sơ sơ, lô đất này của chúng ta có 3.262m thì đâu đó khoảng xích xoát 60 tỷ quý vị nhá. Đấy. Thì thưa quý vị, chúng ta mà nghe đến cái từ 60 tỷ thì có quý vị cũng rất là hoảng hồn rồi đúng không ạ? Đấy. Bởi vì một số tiền rất là khủng, không hề nhỏ một chút xíu nào. Nhưng thưa quý vị, với 3.516m² đất, đây là mặt tiền bên hông quý vị nhá. Tuấn Nguyễn đang đi xuống phía sau. Đấy, 3.516m đất nhân với 18 triệu trên 1m² thì chúng ta mới có số tiền là 60 tỷ quý vị nhá. Đấy, 18 triệu trên 1m² thì chúng ta lại thấy rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Thấy không có đất, đúng không quý vị? Đất mà nằm ngay trung tâm thành phố Dĩ An mà giá có 18 triệu trên 1m² thì là không đất quý vị nhá. Và đây là cái mặt tiền bên hông này, hướng Đông. Tuấn Nguyễn đang đi quay xuống cho quý vị xem. Đấy. Mặt tiền phía thứ ba của chúng ta ở đường sau quý vị nhá. Và xa xa đây
Những tòa chung cư này là ở quốc lộ 1K quý vị nhá. Đây trường Nguyễn Bình Khiêm là cái chung cư màu vàng này. Còn bên đây hai cái chung cư là chung cư tên gì thì Tuấn Nguyễn thật ra là cũng không tìm hiểu cái chung cư này tên gì, nhưng mà nằm sát mặt tiền đường quốc lộ 1K quý vị nhá. Đi hướng về Đồng Nai. Và đây là trong cái khu dân cư của chúng ta này. Trong đây thì nhà trọ rất là nhiều. Và đây, đây đi thẳng xuống phía sau là mặt tiền thứ 3 quý vị nhá. Tuấn Nguyễn thì cũng định là không quay cái mặt tiền này đâu, nhưng mà chắc chắn là Tuấn Nguyễn sẽ biết là nhiều quý vị sẽ hỏi Tuấn Nguyễn là mặt tiền thứ 3 ở đâu, cho nên Tuấn Nguyễn cố tình cũng phải đi xuống dưới này để quay. Đây là mặt tiền thứ 3 của chúng ta quý vị nhá. Tức là lô đất của chúng ta có một mặt tiền chính có đường nhựa khoảng 7m đúng không ạ. Còn mặt tiền phía sau, nói chung là phía sau đít của cái lô đất này, đây quý vị, đường bê tông và khu dân cư ở thì khoảng 4m đúng không ạ. Và bên đây nữa, đó là tổng chúng ta có 3 mặt tiền quý vị nhá. Đấy, đất thì chúng ta có hàng rào như thế này hết rồi. Đấy, ở trong thì nhà chủ đang trồng chuối này, trồng rau củ quả mướp các thứ rất là nhiều. Đấy, Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong review rõ hơn cho quý vị xem. Và à đúng rồi. Xin chào Tuấn Nguyễn, xin chào quý vị và các bạn. Và bên trong này thì chủ nhà đang còn cho thuê để xe thôi quý vị nhá. Đấy, để xe tạm thôi chứ không có cho thuê một cái lĩnh vực gì mà xây dựng kiên cố hết. Kể cả ở đây có nhiều cơ quan đoàn thể người ta thuê để xây trường mẫu giáo, trường mầm non và sân banh. Đấy, nhưng mà chủ lô đất này không cho thuê quý vị nhá, mà chỉ muốn bán thôi. Đấy, thì Tuấn Nguyễn cũng giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn biết được tại sao người ta không cho thuê. Bởi vì cái lô đất này có một sổ thôi quý vị nhá. Đấy, 3.516 m² đất, nhưng mà có một sổ thôi quý vị ạ. Một sổ nhưng mà ba chủ chung nhau mua quý vị nhá. Cho nên người ta muốn bán dứt điểm để người ta thu về tiền bạc để người ta chia nhau. Nói chung là chia nhau để trả ngân hàng, rồi là làm nhà làm cửa, rồi là nói chung là trong cuộc sống chi tiêu mọi vấn đề. Đấy là lý do mà hôm nay Tuấn Nguyễn review cái lô đất này để truyền tải đến quý vị nhá. Đấy, chứ không phải là nhiều chủ nhiều sổ gì hết quý vị nhá. Có một sổ thôi. Đấy, nhưng mà ba ông chung tiền nhau lại mua một lô đất hơn 3.000 mét như thế này. Và bây giờ chịu ngân hàng hết nổi rồi, cho nên bán quý vị nhá, bán nhanh, bán gấp. Đấy, giá đưa ra là 18 triệu trên 1 m², nhưng mà quý vị còn trả giá thoải mái đúng không ạ, được giá là bán ngay. Và đây là con đường nhựa 7 m. Đấy, mặt tiền chính của lô đất của chúng ta. Đấy, hướng này thì chúng ta cũng đi vào khu dân cư, đi ra đường Hai Bà Trưng nối dài và chúng ta đi ra Bixigo. Và hướng này thì chúng ta đi ra quốc lộ 1K đúng không ạ, cách có 200 m. Chúng ta đi ngược lên tay phải thì cũng ra Bixigo quý vị nhá. Đấy, ra bệnh viện Thủ Đức. Và đây là khu dân cư hiện hữu, dân Bình Dương. Đấy, dân Bình Dương thì quý vị biết người ta ở đây lâu đời rồi, nhà nào cũng hàng trăm hàng ngàn mét vuông không. Đây quý vị nhìn là quý vị biết đúng không ạ, không bao giờ mà có cái nhà nào 4 m, 3 m, 5 m, 7 m cả. Dân Bình Dương người ta chỉ ở khoảng mấy trăm mét đến 1.000 m thôi, những căn nhà biệt thự, nhà vườn mái thái như thế này là quý vị biết rồi đúng không ạ. Và đây bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong để review thêm về cái lô đất này một chút xíu. Nói chung hình ảnh của em nó thì cũng chỉ là đất thôi đúng không ạ, cũng không có nhiều công năng để Tuấn Nguyễn truyền tải đến quý vị. Nhưng mà Tuấn Nguyễn cũng phải đi vào bên trong để quay một chút xíu để cho quý vị biết có những gì đang hiện hữu trên lô đất này đúng không ạ. Đây quý vị này, những chiếc xe tải này, phía bên này thì cũng rất là nhiều xe đúng không ạ. Đây, xe tải, xe 4 chỗ, 7 chỗ, rồi là nói chung rất nhiều. Đấy, người ta gửi trong đây. Đấy, thì chủ nhà Tuấn Nguyễn cũng nói cho quý vị biết ngay từ đầu video rồi, chủ nhà không cho thuê làm trường mầm non đúng không ạ, cũng như là không cho thuê để làm sân banh, mà chủ nhà chỉ là muốn bán dứt điểm lô đất này thôi quý vị nhá. Và đây là những chiếc xe mà người ta gửi ở đây, đương nhiên là phải mất phí rồi đúng không quý vị. Đấy, đấy, phía trước thì chúng ta có hàng rào đúng không ạ, hàng rào bê tông cốt thép và những cái hàng rào sắt có cánh cổng đàng hoàng.
Nói chung thì ở đây thì cũng không có cái vấn đề gì mà tài chính nó xa xỉ cả, cũng chỉ có xe của khách hàng gửi thôi, cho nên cổng như thế cũng là rất là tốt rồi. Còn đây là những cái vườn rau của chủ nhà. Đấy, chủ nhà ở đây thì người ta kinh doanh, người ta trồng trọt, tăng gia sản xuất thêm rau củ quả để người ta bán, quý vị nhá. Ở đây người ta bán cũng rất là nhiều. Đấy, một ngày thì chủ nhà tiết lộ với Tuấn Nguyễn là cũng bán đâu đó cũng được mấy trăm đến 1 triệu tiền rau cơ đấy. Đấy, quý vị này, đây là những cái chuyện ngoài lề thôi, nhưng mà Tuấn Nguyễn cũng tâm sự để cho quý vị biết được là như vậy. Đây, lô đất của chúng ta thì là cực kỳ bằng phẳng, quý vị nhá, bằng phẳng luôn. Đấy, rất là bằng. Đấy, không có hồ ao, không có mương rãnh nước ngập gì cả. Đất ở đây thì đất rất là chắc, quý vị về đây xây dựng cũng rất là thuận tiện. Đấy, còn chúng ta mua những cái thửa đất mà nó sình bùn đúng không ạ, ao hồ sông suối, bên sông bên suối thì chúng ta rất là lo ngại. Khi mà chúng ta xây dựng thì chúng ta lại phải gia cố, rồi là cọc ép đồ, rồi là rất là nhiều điều liên đới đúng không ạ. Đây là hình ảnh của lô đất chúng ta, toàn rau là rau thôi, mùng tơi rồi bí rồi rau lang rồi mướp rồi chuối rồi nói chung vân vân. Đấy, riềng nghệ rồi tùm lum hết đó, quý vị thấy không ạ? Xung quanh đều là hàng rào đúng không ạ, bê tông cốt thép và hàng rào thép gai hết ở trên, quý vị nhá. Đấy, rất gì là nhìn rất là vuông vức. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Quý vị nào về đây mà xây một khu biệt thự ở đây, đấy, hơn 3.000 mét thì chúng ta xây một khu biệt thự thì phải nói là đa công năng luôn, đúng không vị? Đấy, hơn 3.000 mét thì chúng ta làm gì cho hết, đúng không ạ? Nhưng trong cuộc sống mà không gì không thể cả, đúng không ạ? Những quý vị có nguồn tài chính dư giả, 3.000 mấy mét, gần 4.000 mét này quý vị xây một cái biệt thự đó là chuyện bình thường, đúng không ạ? Còn những người mà eo hẹp về tài chính, nghe đến 3.000 mét thì cũng ngợp thật, đúng không ạ? 3.000 mấy mét đất thì cũng rất là ngợp đấy. Nếu như mà kinh tế của chúng ta hạn hẹp thì rất gì là. Và thưa quý vị, như Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị rồi, đúng không ạ? Review về nhà thì Tuấn Nguyễn có nhiều công năng, phòng ốc rồi là các thứ để giới thiệu truyền tải đến quý vị. Còn review về đất thì chẳng có gì hết, đúng không ạ? Trên đất thì chỉ có rau và hoa quả vậy thôi. Đấy, cái điều quý vị quan tâm nhất thì Tuấn Nguyễn cũng đã review giới thiệu với quý vị ngay từ đầu rồi, đúng không ạ? Hướng, đúng không ạ? Hướng chính là hướng Tây, còn hướng bên tay phải của chúng ta là hướng Đông. Hướng Đông, vâng. Còn hướng phía sau của chúng ta là hướng Bắc, quý vị nhá. Đấy, Tây, Đông và hướng Bắc. Đấy, chiều về thì xe vào đây rất nhiều. Đây, xe đang nhấp nháy đây là quý vị biết rồi. Chiều về thì người ta đi làm về cho nên là người ta gửi xe trong đây rất là nhiều. Bây giờ là đang khoảng 5 giờ rưỡi, chưa tới 6 giờ. Nhưng mà Tuấn Nguyễn quay như thế này là xe về chưa hết đâu quý vị nhá. Chắc là khoảng 6, 7 giờ thì cũng rất là nhiều. Đấy là cái chuyện ngoài lề thôi. Tuấn Nguyễn nói thêm để cho quý vị nắm được. Đây, những vườn rau xanh mướt rất là ok. Vâng. Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã review xong, báo cho quý vị biết được cái lô đất này diện tích bao nhiêu, hướng như thế nào, đúng không ạ? Vị trí ở đâu, thuận tiện đi về các thành phố lân cận như thế nào, đúng không ạ? Thành phố Linh Xuân, Thủ Đức, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đúng không ạ? Đi lên sân bay Tân Sơn Nhất rất là thuận tiện. Và bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá. Lúc nãy Tuấn Nguyễn cũng nói cho quý vị ở giữa video rồi, nhưng mà bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo rõ ràng hơn cho quý vị và các bạn nắm được, đúng không ạ? Hiện lô đất này các ông chủ đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 60 tỷ đồng, tương đương với lại 18 triệu trên 1 mét vuông, quý vị nhá. Ngoài ra quý vị còn gặp chính chủ thương lượng giá cả. Đây là 60 tỷ chủ nhà đưa ra giá thôi, đúng không ạ? Còn cái chính là quý vị hãy tới đây gặp chủ nhà, nói chuyện, uống trà,
và thương thảo giá cả quý vị nhá. Trong cuộc sống những cái điều chúng ta không tưởng, đúng không ạ? Không gì là không thể, đúng không ạ? 60 tỷ biết đâu hợp nhau chúng ta có thể mua 40 tỷ, 50 tỷ hoặc 30 tỷ chẳng hạn, đúng không quý vị? Trong cuộc sống mà nhiều điều bất ngờ lắm. Cho nên 60 tỷ chỉ là một cái giá chủ nhà đưa ra thôi. Còn cái giá giữa hai bên chốt lại với nhau thì còn đợi quý vị. Hãy đến đây gặp chủ nhà thương thảo quý vị nhá. Ngay trung tâm của thành phố Di An có một cái lô đất lớn đẹp bằng phẳng khủng như thế này thì rất là ít. Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị như vậy. Đất chật người đông, đúng không ạ? Một lô đất mà lên tới 3.000 mấy, gần 4.000 mét như thế này thì cực kỳ hiếm. Quý vị hãy đến đây và Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị gặp chủ nhà thương thảo giá cả quý vị nhá. Vâng. Cuối cùng Tuấn Nguyễn xin chúc quý vị xem video vui vẻ, có một ngày có nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.